Bạn sẽ cùng chị thông báo một căn ca sắc xa Excel. Hãy ngon khai này bằng nâng sắc xa bẹp bò nâng technique khá nâng nâng insert menu. Để dân đăng hãy thả ca dự rụp hiệp nâng nâng cho một căn Excel dân pro lại insert hay check picture hay check add picture cho ok. Chẳng mà dân cho picture, add picture cho okay. Ok. Tâm mất tiết dân insert rụp hiệp của tòa tiết. Dù về thông máu dân đang rụp hiệp này cho chỗ bàn. Ok. Nè. Nên cả dù rụp hiệp chỗ. Thì dân ai dù rụp hiệp của tòa tiết. Ok. Nè. Thân nạn bà đấy nè. Hay mỗi tiết cứ nói Excel mỗi đồ bóng nắng cứ nói Excel dân đồ bật click đồ phiếp mang mát nó nên khơi lại nè hai nâng ở vị trí nè nó nên copy lại máu hay đồ bật click lên nè vĩnh hay dân khoảng là pass cho tới hay enter viên chập vô đồ phiếp nó tùm hôn bằng này dài ok anh ấy thôn chuyện chẳng dân còn đồ bật click tới click lại nè máu pass cho hay enter chẳng rụp nắng cứ tùm hôn bằng này ok cầm phù hả ok hay dân ai align mấy các bạn đấy align select P đang máu hay align ok mình align nhé mình align 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 left ok anh ấy ok chia sẻ đấy anh ấy align top ok hay nếu không insert năng cứ nhóm năng bằng hai một chuyện nè insert nhé cứ nào này là hyperlink. Hyperlink này khi mình thử hyperlink tất cả ở video thêm ở đó, ok. Làm cho tất cả ở này, rồi video này mới mất. Cho tất cả YouTube. Ok, video này cứ ok. Cho tất cả YouTube tất cả vô video màu. Ok. Nè, cho tất cả YouTube và vô video này mình nhé. Thoát xem lên nhé. Đến cho các video. Thoát xem lên nhé. Ok. Và như right click lại nhé, chúng copy URL. Copy URL hay như right click, xin tôi right click hyperlink trên các bạn, được gọi trích lỗi hyperlink lại insert này các bạn, ok. Hãy pass vô address chỗ, hãy click ok. Bây giờ click tới bên thứ 3 là YouTube thêm đó. Ok, ở đó lesson 10 nha. Trong lesson 10 nó có đôi kia đấy. Lesson 10 là bỏ cầm thì Elastator. Chẳng cho tôi cần Elastator bên mất. Đây, lesson 10. Đây, chọc cái mà đi. Ok. Copy link address. Này vừa play các bạn nữa. Này vừa thu nó, vừa play đó, vừa copy URL video. Này right click lại nó máu, vừa hyperlink được cái hyperlink này các bạn. Ok, đỡ. Anh em mới tiết mê riêng thêm mấy. Bẹp một bình máu, hay dành cho tất cả này. Copy URL máu. I will be hyperlink. Okay. Bây giờ mình click cho tới link tới căn video tầm đó nha. Open YouTube direct tầm đó. Nó nói Excel. Okay. Nên chỉ cần link. Anh này được kia link tới link cho Elastator Magic Doc tầm đó nha. Okay. Try on here to try a bit mạch đấy. Okay. Hay bây giờ nhóm thử cả link tới căn ship same same nha. Ui hoa tha nha. Đặt theo Photoshop. Photoshop chẳng mau hay Elastator. Và một tiết cái Facebook Sony Vegas. Ok, YouTube. Ok. Chẳng là cái nông xịt này
អានេះធ្វើការ link ទៅកាន់ YouTube ណាអញ្ចឹងក្នុងនេះខ្ញុំធ្វើការ link មកសិននេះអញ្ចឹងគ្រាន់ចុច hyperlink មកយើងចុចលើនេះអូខេអមែន is it file ណានេះបើក folder ហ្នឹងចានេះ place in this document នេះចុចលើ folder មក click OK តោះទៀត Elastor ដូចគ្នា right click hyperlink ចុចលើ Elastor អូខេតើ Facebook ចុច hyperlink នេះក៏បានចុចយក Facebook មក Facebook គេនេះ Facebook sorry វិការ right click hyperlink វិការអូខេ YouTube hyperlink នេះក៏បានពីជម្រើសនេះជម្រើសអូខេ click មកចឹងអញ្ចឹងកន្លែងនេះដាក់ថា home ខ្ញុំកែណាអូខេចំណាំវាថា home គឺបញ្ចូលឲ្យនៅវិញអញ្ចឹងចុច Photoshop វា link ចូលទៅកាន់ Photoshopបងចូលមក home វិញហើយ Facebook link មកចូលកាន់ Facebook នេះ Facebook អូខេចូល home ចូល Sony Vega វានឹងនាំទៅកាន់ Sony Vega sit YouTube គឺនាំមកកាន់ YouTube តែម្ដងអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ back មក home នេះវិញអញ្ចឹងអ្នកនរនេះប្រើឡើយនេះពេលយើងចូលទៅកាន់ Photoshop អញ្ចឹងអ្នកនរនេះអាចគូសសញ្ញាមួយណាគូសសញ្ញាទៅថា back នេះអូខេអូខេគូសក៏បានទៅសេអសក៏បានស្រេចចិត្តបងហើយភ្លៀងទៅវើទៅកាន់កន្លែងនេះគឺ home គេ home menu គេហើយនេះ click ទៅវាទៅកាន់ home នេះម្ដងយើង Photoshop home Photoshop អូខេវាចូល Elastor ដល់នេះអត់ទេអសរ back គឺ home អូខេ home ដាក់ពណ៌យ៉ាងមកហើយ right click ហើយភ្លៀងទៅកាន់ home នេះ home អូខេយើង click មក click ចំអសរណាអូខេបើ Photoshop យើង click ឲ្យចំនេះចំគូសនេះបើ Elastor យើង click ឲ្យចំ home ពាក្យ home នេះចង់បានវែងយើងដាក់វែងជាមកអូខេយើង click មក Elastor យើងបានវែងអត់បានទេត្រូវអត់អត់ទេតោះតែ click ចំអក្សរនេះគឺខុសគ្នារវាងការគូសនិងការសរសេរអក្សរអូខេអីបើយើងចង់បានឧទាហរណ៍ថា Facebook ខ្ញុំគូសឲ្យធំមកនេះinsert មកយើងគូសចេញមកហើយទៅសេអក្សរ right click edit a home អូខេតើវា align center ចឹងមកនេះអូខេហើយដាក់ bold អក្សរធំមកអូខេហើយ right click លើវាមកហើយ apply the link ទៅលើ home អូខេប៉ុណ្្នឹងទេហើយចូលទៅកាន់ Photoshop clickElastor click លើ home ហើយចូល Facebook ចូល Facebook ហើយ click លើ home នេះអូខេតើមួយណាល្អស្រួលជាងប្រើអ្នកនេះអាចជ្រើសរើសបានតោះមកទៀតយើងអាច copy ណា copy វាចឹងមក copy ហើយចូលទៅកាន់ home click ចាញ់មួយ click ចូលរីសនវិការហើយក៏ right click យក pass អូខេអត់ pass ចឹងទេណា right control v មកទើបវាអាចជាប់ function អូខេCtrl V វាជាប់ function ដែលយើងប្រើអញ្ចឹងយើងធ្វើតែម្ដងទេញ៉ាត់អូខេហើយនេះគឺ menu របស់យើងណា content របស់យើងនេះការ link នៅក្នុង page ក្នុង sheet ឬក៏ link បើកនៅ Excel ផ្សេងក៏បានដែរ link new Excel អូខេអញ្ចឹងយើងធ្វើការ link ទៅ Excel ថ្មីគឺ hyperlinkហើយចូលមកទៀតយើងស្វែងរកនៅ existing file ណាអ្នក Excel បើថាគេនេះគេ skip ចេះមកអញ្ចឹងពេលយើង click open វាធ្វើការបើក Excel មួយទៀតតែម្ដងអូខេហ្នឹងជាជម្រើសប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើង link ឆ្លង folder ឆ្លង sheet អញ្ចឹងចូលថា copy link ទៅដែរខំទីតាំងក៏បានដែរអូខេគឺបញ្ហាបន្តិចខ្លះនេះអញ្ចឹងទូទៅគឺយើងធ្វើការlink ក្នុង session ខ្ញុំបង្ហាញ link ក្នុង session ណាទៅពេលបន្តទៀតខ្ញុំបង្ហាញរបៀបថា link folder link excel ថ្មីឬក៏ link ទៅកាន់រូបភាពផ្សេងផ្សេងដែលបានបើកចូលមកផ្សេងផ្សេងគ្នាអញ្ចឹងមេរៀននេះអ្នកអរដឹងថា link ក្នុង sheet ប៉ុន្តែបើសិនជាអ្នកអរកែអក្សរចេះ Photoshop CS អូខេចំណុចត្រង់នេះហើយ link ទៅ home គឺអាចទៅបានប៉ុន្តែ link មក Photoshop វិញឡើងស្គាល់ហើយ right អញ្ចឹងចាំថា
tụi bây giờ nào đi lại click lại nè edit rồi có sẽ so ta CS liên tục ăn CS bạn thì pro à so trong này tập bạn lập đầu bớt những gì liên thoi với lục thì cháu hay những chấm mới cháu với nhé anh ấy so này cài mấy cái bạn này bắt tay lại ní ở ở cài thì ok bây giờ tôi liên hai hàm cài so hàm cài ok ok phần năng tê thay nít dưới hướng bài anh ta là việc hai phần liên được nông xịt nó nó ý xế để liên tự can YouTube tổng một tiết liên tự can xịt nông xịt ok hai phần liên nó như anh nghe mình tên mà sân trên nhỏ niềm viên xịt tràn tổng tiết nhỏ niềm thơ riêng mê riêng mà to bẹp bò nâng liên nông xịt tại mùi tính chất thằng cao ông ta chạy lơ tới viên liên thằng cao nó phê mà rồi bê bòn cả đời nó viên liên mà đó anh ta mà đồ ok thật là link to number pram rồi ok còn click tới viên link từ khăn crown pram rồi tầm đầu chắc sẽ không ta nữa click subscribe đồng bài bàn mê riêng và tỏ ok kẹp bọn ấy sẽ gắn link bye bye.